Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, cuối mùa giải 2022, một loạt cầu thủ trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai sẽ kết thúc hợp đồng và nhiều ngày nay báo chí liên tục bình luận về khả năng các ngôi sao của đội bóng phố núi có thể rời Pleiku cool để đầu quân cho đội bóng khác. Thực tế thì đội bóng phố núi đã trói cầu thủ bằng bản hợp đồng kéo dài đến năm họ 28 tuổi. Điều chưa từng có ở một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp nào khác ở Việt Nam cũng như là ở thế giới. Thế nhưng câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lại đang thực hiện được điều đó và nó đến từ cái tình của cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đối với ông chủ của họ là Bầu Đức. Đến nay khi mà hợp đồng kết thúc thì các cầu thủ của đội bóng phố núi có quyền đòi hỏi những gì thuộc về họ khi đã là những người tự do. Thực tế đã có khá nhiều lời mời chào nhắm đến họ, đặc biệt là những cầu thủ đang khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên điều mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang lấn cấn chính là việc lựa chọn ở lại nơi mà họ đã gắn bó và có tình cảm sâu đậm từ thủa ấu thơ hay là tới những câu lạc bộ khác có lời mời chào hấp dẫn. Bởi thực tế thì ai cũng biết là năm nay họ đã 28 tuổi chuẩn bị bước qua cái thời đỉnh cao. Trong một lần trò chuyện cùng với báo chí, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chia sẻ như thế này lứa cầu thủ từng được đào tạo ở lò Hoàng Anh Gia Lai, Arsenal JMG như là bọn em rất muốn một lần đưa Hoàng Anh Gia Lai đến ngôi vô địch V-League bởi đấy cũng là cái cách mà bọn em trả ơn chú Đức người đã tốn rất nhiều tâm sức và đặt kỳ vọng rất lớn vào bọn em. Thực tế thì Công Phượng và các đồng đội có thể thực hiện điều ấy ở V-League 2021, mùa giải mà họ được đánh giá là chơi thăng hoa nhất, nhưng tiếc thay, người tính không bằng trời tính khi mà mùa 2021 đã phải dừng lại vì dịch bệnh Covid-19. Và giờ đây thì Hoàng Anh Gia Lai lại đang hụt hẫng ở cuộc đua vô địch V-League 2022. Mùa giải này, Công Phượng và các đồng đội vẫn giang dở chức vô địch với đội bóng Phú Núi. Chưa kể là họ đang đứng trước câu hỏi đi hay ở vào cuối mùa bóng. Tuy nhiên muốn giữ chân các cầu thủ, đầu tiên lãnh đạo của Hoàng Anh Gia Lai vẫn phải đưa ra một cái giá hợp lý so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam. Bởi nếu như tiền không hợp lý thì dù có tình cảm cỡ nào thì các cầu thủ cũng sẽ nói lời chia tay. Ai cũng biết là đời cầu thủ vốn chẳng dài gì cả. Bản thân Công Phượng là một cầu thủ có sức hút truyền thông rất lớn, anh cũng là một trong số các ngôi sao sẽ hết hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai vào cuối năm nay. Giới mộ điệu đang dự đoán Công Phượng có thể sẽ đầu quân cho Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hết mùa giải này và điều đó hoàn toàn có thể lắm chứ. Hoàng Anh Gia Lai có rất nhiều ngôi sao nhưng người có tầm ảnh hưởng lớn nhất không ai khác chính là Công Phượng kể từ khi còn là một cậu bé cho đến khi trở thành sao mai hay là một ngôi sao đích thực thì Công Phượng vẫn luôn nhận sự ưu ái và cả những đặc ân từ chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Chính bầu Đức rất nhiều lần đã lên tiếng thừa nhận rằng thương thằng Phượng như con. Thực tế thì tài năng cộng với hoàn cảnh đã giúp cho Công Phượng trở thành một ngôi sao như là trong những câu chuyện cổ tích bóng đá và được săn đón bậc nhất Việt Nam. Công Phượng được biết đến như là một cầu thủ tỷ phú Nhờ những bản hợp đồng có được từ quảng cáo và kinh doanh hình ảnh ở trên mạng xã hội, không quá khi nói rằng Công Phượng là con gà đẻ trứng vàng khi anh là nhân vật không thể thiếu trong mọi hợp đồng tài trợ. Bầu Đức đã từng mạnh dạn tuyên bố là có ai hỏi mua Công Phượng với giá 10 triệu đô thì ông cũng không bán bởi vì anh là biểu tượng của Hoàng Anh Gia Lai. Cũng chuyện mua bán khi mà Công Phượng trở về từ Bỉ và được cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mượn thì đội bóng này đã từng ngỏ ý là muốn mua Đức Anh, thế nhưng bầu Đức đã lắc đầu từ chối. Thêm một lần, ông chủ của đội bóng Phú núi nói rằng Công Phượng không phải để bán, dù được mua bằng rất nhiều tiền đi chăng nữa. Thế nhưng đó là câu chuyện ở những mùa giải trước khi mà Công Phượng vẫn còn hợp đồng với những điều khoản ràng buộc với Hoàng Anh Gia Lai, còn bây giờ thì câu chuyện không nằm ở chỗ là Hoàng Anh Gia Lai có quyền bán hay không mà là Công Phượng mới là người có quyền quyết định đi hay ở. Nếu như ở lại, Công Phượng tiếp tục sẽ làm ông vua một cõi. Còn nếu như rời đi thì Công Phượng sẽ mất đi một vài thứ, nhưng đổi lại thì anh sẽ mở ra một chương mới ở trong sự nghiệp của mình. Một câu hỏi nhận được sự quan tâm của rất nhiều người là đội bóng nào sẽ ký hợp đồng với Công Phượng. Có vài ba cái tên nhưng có lẽ thành phố Hồ Chí Minh đang trở thành bến đỗ có lý nhất với Công Phượng. Nếu như chuyển đến câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh thì tiền đạo người Nghệ An được gần gia đình nhỏ và anh cũng dễ dàng hơn trong công việc kinh doanh hay là bán hình ảnh. Điều còn băn khoăn duy nhất chính là người ta chờ xem câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có trụ lại ở v ở mùa giải này hay không. Còn lại mọi thứ đều đang đáp ứng các điều kiện của Công Phượng. Mùa giải 2019, Công Phượng có đóng góp khá lớn vào thành tích Á quân v của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh ghi đến 9 bàn thắng ở mọi đấu trường, trong đó có 6 pha lập công ở v và trở thành cầu thủ Việt ghi nhiều bàn thắng nhất ở mùa giải đó. Không chỉ đáp ứng được về mặt chuyên môn, Công Phượng còn thu hút được một lượng fan rất lớn từ Hoàng Anh Gia Lai sang câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng tốt và kéo khán giả đến theo dõi tất cả các trận đấu mà anh có mặt. Đã vài lần chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng nói rằng Công Phượng sẽ trở lại khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi hết hạn hợp đồng. Đó không hề là những lời đãi bôi và có vẻ như là đội bóng Thành phố sẽ làm tất cả để có được chữ ký của Công Phượng. Nhưng phía Hoàng Anh Gia Lai có dễ dàng buông bỏ những cầu thủ như là Công Phượng hay không? nhất là khi mà ông bầu Phú Núi đã từng nói rằng Công Phượng giống như biểu tượng của đội bóng không phải là để đem bán. Thông tin mới đây được tiết lộ Hoàng Anh Gia Lai đã khởi động chiến dịch giữ người và cơ bản họ đã đạt được điều mong muốn. Những cầu thủ thuộc diện ngôi sao của bóng đá Việt Nam hiện tại đều đã ổn định ở tại các câu lạc bộ như Hà Nội FC, Sông Lam Nghệ An hay Bình Định, cho nên là mọi ánh mắt lúc này của các đội bóng chỉ còn dồn vào nguồn cung là Hoàng Anh Gia Lai đội bóng đang sở hữu những văn toàn công phượng tuấn anh xuân trường hay minh vương văn thanh hồng duy những người sắp đáo hạn hợp đồng rất nhiều đội bóng đã nhòm ngó đến các ngôi sao kể trên của hoàng anh gia lai và thậm chí là có những lời đánh tiếng muốn đưa họ về khoác áo với số tiền lót tay rất lớn theo kiểu là hoàng anh gia lai trả bao nhiêu thì chúng tôi trả gấp đôi số đó với nhiều cầu thủ thì tiền lót tay đúng là tài sản vô cùng lớn và ai ai cũng chờ đợi đến khi đáo hạn hợp đồng để có thể gia hạn hoặc là chuyển sang đội bóng khác để rồi từ đó bỏ túi một số tiền lớn. Quân của Hoàng Anh Gia Lai cũng không phải là ngoại lệ và đương nhiên trước những lời đề nghị được hưởng số tiền lót tay lớn thì bất kỳ cầu thủ nào cũng phải sao lòng. Trước bối cảnh này, Hoàng Anh Gia Lai không thể khoanh tay đứng nhìn hoặc là đợi đến khi hết mùa giải 2022 thì mới kích hoạt các cuộc đàm phán Đội bóng Phú Núi nhận thấy thời điểm này cần phải sớm đàm phán để cho các cầu thủ cắt đứt những lời ong tiếng ve mời gọi từ các câu lạc bộ lắm tiền nhiều của khác. Việc Hoàng Anh Gia Lai sớm xúc tiến đàm phán để gia hạn hợp đồng với các cầu thủ được xem là một nước cờ khôn ngoan. Hơn nữa vào lúc này khi mà mùa giải 2022 chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa là hạ màn và cuộc đua vô địch đang càng ngày càng gay cấn thì việc đội bóng Phú Núi đàm phán với các cầu thủ là họ có dụng ý cả Lâu nay nhiều người đã có nghi ngại là ở giai đoạn cuối của mùa giải khi các cầu thủ sắp hết hợp đồng thì tinh thần thi đấu của họ sẽ ít nhiều dao động và chắc chắn là sẽ khó lòng tập trung 100% sức lực cho các trận đấu. Hơn nữa giai đoạn này lại là thời điểm rất nhạy cảm khi Hoàng Anh Gia Lai về lý thuyết là vẫn còn cửa để cạnh tranh chức vô địch. Đội chủ sân Pleiku hiện tại đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Hà Nội FC 10 điểm, nhưng Hoàng Anh Gia Lai còn tới 11 trận đấu nữa cho nên mọi chuyện đều có thể xảy ra nhất là khi mà ở lượt về hoàng anh gia lai sẽ được gặp ba đội mạnh là bình định sông lam nghệ an và hà nội fc ở trên sân nhà và đó là lợi thế của họ trong việc hướng đến chiến thắng để hy vọng tạo lên một cuộc lật đổ chưa kể là ở cúp quốc gia hoàng anh gia lai đã lọt vào bán kết và cơ hội vô địch vẫn còn nguyên đối với họ cả hai đấu trường đều có cơ hội cho nên hoàng anh gia lai muốn sớm đàm phán để cho các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng an tâm thi đấu tất nhiên là để giữ chân các ngôi sao ở lại sân pleiku Hoàng Anh Gia Lai sẽ phải chi ra rất nhiều tiền lót tay Nhưng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn Thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak sẽ không bị vướng bận câu chuyện đi hay là ở ở bên ngoài sân cỏ nữa Để họ tập trung hoàn toàn vào các mục tiêu đã đề ra của mùa giải năm nay Mặt khác Bầu Đức cũng nói theo kiểu rừng rưng rằng Cầu thủ nào muốn đi thì tôi cho đi, ai ở lại thì cứ ở Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đông lắm, còn thừa phải cho Hải Phòng mượn cơ mà Nói chung là Hoàng Anh Gia Lai không thiếu quân Họ xin ở lại bởi vì sợ rằng tôi không cho ở con người sống với nhau phải có cái tình, một ngày cũng là tình mà hai ngày cũng là nghĩa, chứ không suy nghĩ đơn giản theo kiểu hết hợp đồng là đi ngay, không có chuyện đó đâu. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có học hành, họ không dễ dàng bị đồng tiền dụ dỗ và tôi đánh giá là họ không vì tiền. Câu nói của bầu Đức nửa như là có ý không cần níu kéo ai cả, muốn đi thì đi, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tạo điều kiện, thế nhưng mà nửa như là muốn cố gắng giữ họ lại, khuyên họ là đừng vì đồng tiền mà rời bỏ Hoàng Anh Gia Lai nhưng thời gian sẽ chứng minh câu nói của bầu đức có uy lực hay là đồng tiền có sức mạnh lớn hơn quý vị và các bạn hãy chờ xem quý vị và các bạn hãy cùng để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo